Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Mấy tháng gần đây, trang Wikidot của The Bike Room đã viết lại khá nhiều bài từ level đến thực thể. Theo mình nghĩ thì đây là cần thiết để những người đọc có thể trải nghiệm một thứ gì đó mới mẻ. Và level 998 cũng không phải là một ngoại lệ. Vậy, level 998 mới có gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu nào. Level 998, A Path Across Hell and Toward Any Beyond. Survival difficulty, class, various, changing safety, unpredictable security, fluctuating entity count. Level 998 là một không gian trống, một khu vực có hình ảnh giống như những đám mây. Những đám mây này được biểu thị trên mặt đất, giống như cách bạn in hình của một đám mây lên một tờ giấy. Nó phẳng lì. Đồng thời thì không gian level giống như một cấu tạo từ hình ảnh 3D hoặc một màn hình 3 chiều. Dù những đám mây trên mặt đất và bầu trời có thể di chuyển dựa theo vị trí và góc nhìn của mỗi người lang thang, nó thực chất chỉ là một bề mặt phẳng vững chắc với các kết cấu tương tự như kết cấu của len. Mặc dù khu vực đám mây là phần lớn nhất của level 998, nhưng không một kẻ lang thang nào xuất hiện trực tiếp trên khu vực đám mây này khi đến được level. Không giống như hầu hết các level khác có nhiều lối vào, level 998 có những lối vào trông giống y hệt nhau cho dù chúng được tìm thấy ở bất kỳ level nào. Và tất cả các lối vào đều đưa nạn nhân đến cùng một vị trí trong level 998. Mỗi lối vào của level này sẽ đưa những kẻ lang thang đến cơ sở của một cầu thang văn phòng bằng bê tông. Ở 8 bậc cầu thang trên cùng sẽ là một căn phòng nhỏ. Ban đầu căn phòng này trống rỗng, nhưng gần đây những viên sỏi và đá nhỏ, hình vẽ tay và sơn được thêm vào như một cách để ước tính có bao nhiêu người đã sẵn sàng trước hành trình đến level 998. Không biết đã có bao nhiêu viên đá nằm chễm chệ ở lối vào của level 998. Nhưng những hình ảnh cuối cùng được tìm thấy trên mạng cho thấy có khoảng 38 viên đá nhỏ bị bỏ lại ở đó. Bên ngoài căn phòng của level 998 là một khu đất phẳng, trống, một không gian chứa đầy những đám mây mà mình đã nói ở trên. Đó chính là khu vực đầu tiên của level 998, một nơi mà gần như chẳng có gì ngoài những đám mây. Nếu bạn đã di chuyển với khoảng cách 30 km trong khu vực đầu tiên của level 998, bạn sẽ đến được khu vực số 2. Ở khu vực này, những đám mây sẽ bắt đầu trở nên xám xịt, bầu trời cũng dần dần tối đi, và cùng với sự thay đổi của màu sắc, một làn gió lạnh lẽo sẽ bắt đầu thổi, làm giảm nhiệt độ từ 18 đến 19 độ C trong level xuống còn khoảng 11 độ C. Đến đây, các thực thể thông thường như Smiler, Dueler, các sinh vật hình người và không phải hình người bị nhiễm bệnh bởi thực thể số 17, Crawler, đã được nhìn thấy và ghi chép lại. Những thực thể ở đây cư xử không bình thường một chút nào, đúng là trong The Back Room gần như chẳng có con nào là bình thường cả. Nhưng vấn đề ở đây chính là những thực thể sinh sống tại level này hành động khác thường so với đồng loại của chúng ở những level khác. Những thực thể có xu hướng lang thang trong những phần sâu hơn, lạnh hơn và xám xịt hơn của level 998 thường sẽ không thể hiện sự thù địch ra bên ngoài, hoặc ít nhất là không thể hiện các hành vi thông thường của chúng. Hầu hết các thực thể trong level 998 thường sẽ không làm gì nhiều hơn ngoài việc di chuyển. Thậm chí chúng còn không nhận thức được sự hiện diện của một kẻ lang thang ở trong cùng một vị trí. Nhưng tất nhiên, không có nghĩa là chúng hoàn toàn an toàn. Nếu đứng quá gần hoặc kém may mắn hơn thì bạn sẽ khiến các thực thể tấn công hoặc khiến chúng gây ra những hành vi thông thường của chúng lên những người ở gần đó. Đó là khu vực thứ hai của level 998. Nếu bạn đã vượt qua được khu vực xám xịt này thì bạn sẽ tới được khu vực thứ ba và cũng là khu vực cuối cùng của level 998. Theo lý thuyết thì những người lang thang sẽ phải di chuyển 80 km tính từ điểm đầu của khu vực số 2. Sau đó, họ sẽ được chào đón bằng một không gian của những đám mây màu đen kịt. Thời tiết ở khu vực này khá âm u và có thể biến thành những cơn bão lớn, có thể thổi với tốc độ lên tới 29 m/s. Tất nhiên, thông số này chỉ dựa trên ghi chép chứ không hoàn toàn là sự thật. Số lượng thực thể trong khu vực số 3 của level 998 được cho là lớn hơn rất nhiều. Hành vi của chúng giống y hệt khu vực số 2. Thế nhưng, do sự hiện diện của chúng ở khu vực này cao đến bất thường, những người lang thang vẫn có khả năng bị chúng tấn công, đặc biệt là bởi những thực thể thú tính hơn như Smiler, Hound, Ratchet, Crawler, Pledge Goblin và Grangler. Và tất cả những thực thể nói trên đều xuất hiện ở khu vực số 3. Trong khu vực này cũng có thể có những trận mưa khắc nghiệt. Vào sâu 15 km trong khu vực đám mây đen của level 998 là rìa của một cơn bão sương mù lớn. Những đám mây đen tuyền, bên trong chỉ có những khối mưa rông và sấm sét. Bản thân các cơn gió trong cơn bão được cho là di chuyển với tốc độ lên tới 31 m/s và mưa có thể rơi thành những giọt lớn. Điều này có thể gây chết người nếu không cẩn thận. Đến đoạn này thì thông tin của level 998 hoàn toàn là một ẩn số. Các thiết bị camera hoặc máy quay đều bị hỏng do ngập nước. Nếu có thiết bị chống nước
thì chúng cũng nhanh chóng bị phá hủy trong ít phút do áp lực từ cơn giông là quá lớn. Mặc dù không thực sự cư trú ở Level 998, The Spiriter là một nhóm không chính thức đã tồn tại từ những ngày đầu của tổ chức BNTG vào năm 2016. Họ đã cư trú trong căn cứ Trader Keep của tổ chức BNTG cho đến năm 2022 khi một tổ chức mang tên MEOT được thành lập. The Spiriter hiện xây dựng căn cứ chính của họ ở Level 13.1. Mục tiêu chính của nhóm này là thống nhất và tập hợp những người muốn vào Level 998. Nhóm này có phát tờ rơi, nhưng họ không chỉ phát cho những người qua đường ngẫu nhiên, mà còn dán lên các bức tường trong các thành phố và trên những ngọn đèn trong các level khác nhau để truyền đi thông điệp của họ. Sau khi tập hợp đủ số người, một số lượng nhỏ 2 hoặc 3 người sẽ đi đến một trong nhiều level được kết nối với Level 998. Nhóm này cũng đã để lại những viên đá được sơn màu riêng lẻ ở các cánh cửa bên ngoài Level 998, cho phép các thành viên trong nhóm của họ vẽ các thông điệp, biểu tượng hoặc bất kỳ thứ gì mà họ muốn viết lên những viên đá, nhằm để lại như một đài kỷ niệm cho ký ức của họ trước khi họ đối mặt với bất kỳ thứ gì đang trú ngụ ở trong khu vực cuối cùng của Level 998. Và giờ, chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của video, đó chính là lối vào và lối thoát của Level 998. Bạn có thể đến được Level 998 bằng nhiều cách, đa số là bằng một cánh cửa đôi bằng kim loại màu trắng giống như cửa của thang máy. Đẩy những cánh cửa này sẽ đưa bạn đến cầu thang bê tông quen thuộc của Level 998. Lối thoát ra khỏi Level 998 vẫn còn là một bí ẩn cho đến tận ngày nay. Mặc dù các tài liệu tham khảo về Level này đã có niên đại từ năm 500 trước công nguyên, người ta không biết được rằng đằng sau khu vực cuối cùng của Level 998 sẽ dẫn đến đâu. Các cá nhân quyết định tiến vào Level 998 được tự do lựa chọn những gì đang chờ đợi họ và có thể đi đến một lối thoát giả định, miễn là họ hiểu rõ được hậu quả cho quyết định của bản thân. Đối với những người lựa chọn để ra đi, chúng tôi cầu nguyện sự yên nghỉ sẽ chào đón bạn ở cuối chặng đường. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.